Này, làm cái gì đấy? Hàng xóm người ta cười chết. Cười hở 10 cái răng. Mình là vợ chồng cơ mà, có phải là thể loại mèo mả gà đồng đâu mà sợ người ta cười. Hôm nay nhà mình có cái mùi gì lạ lạ ấy nhỉ? Thơm không hả chồng? Thơm ngất ngây con gà đây đúng không? Úi giời ơi, đúng là cái mùi nước lau nhà hết đát đúng không? Em ẩu lắm. Anh nói với em bao nhiêu lần rồi, mua hàng ấy thì phải xem cái hạn sử dụng của nó. Tiết kiệm là một chuyện, nhưng mà mua hàng rẻ tiền vừa tốn tiền lại hại sức khỏe. Em vào nhà mang cái lọ nước lau nhà ra đây anh xem nào. Vợ ơi, mặc kiểu này kỳ lắm, nhìn nhức hết cả mắt. Này, anh vừa phải thôi nhá. Mang tiếng là muốn nhiếp ảnh ra, mà gu thẩm mỹ của anh để đi đâu thế à? Vợ anh mặc còn đẹp hơn chán vạn lần mấy cô người mẫu chân dài ở công ty anh đấy. Nhưng anh thấy cứ kỳ kỳ thế nào ấy. Kỳ kỳ à? Tôi già rồi, anh thấy tôi xấu chứ gì? Hả? Anh đi mà chạy theo mấy cô chân dài kia đi. Lại ghen à? Ghen đấy, ghen đi thì sao không? Đau thế? Nhìn đều à? Wow. Rồi ôi, sao phải ngăn thế kia? Nào, các em, nhanh nhanh lên các em. Anh nhớ chụp cho em đẹp vào nhá. Rồi, việc nào thì việc đấy, đứng vào. Anh làm sao cho chân em trông thật dài nhá. Cứ yên tâm, chuẩn không phải chỉnh. Thật đẹp thế. Thôi, đứng vào đi. Nhanh, đứng vào đi, đứng vào. Rồi, ướn cái ngực ra, cong cái mông lên. Tay. Úi dồi em ơi, cong cái mông lên. Đúng rồi, rồi. Úi dồi ơi, cong người lên cho nó đẹp. Tóc tai để cho nó đẹp vào. Rồi, tay, rồi, mặt hướng rồi, nhìn thẳng, em biết rồi. Tay, đặt lên đây. Đấy. Úi dồi ơi, sao mình lại lép thế này hả? Tôi không thể chịu được được nữa rồi. Em, kìa Xoan, sao lại thế? Tất cả chỉ là công việc. Anh định biến tôi thành con cờ à? Đấy là tôi chỉ chứng kiến có vài phút mà anh đã thử trò chiến chuột với nhau rồi. Thế còn cả ngày anh còn làm những cái gì nữa? Này, nghe anh nói đã. Hôm nay stylist đi vắng, anh chỉ vào thị phạm cho người mẫu thôi mà. Tôi không cần biết thị phạm thì biết gì hết. Tôi chỉ cần biết anh thích con mẫu đó, anh kiếm gỡ anh sao vào người nào thôi. Anh viết đơn đi, tôi kiếm. Kiệt Xoan. Thôi được rồi, anh đưa em về nhá. Anh bỏ tay tôi ra, anh đi mà lo cho mấy con chân dài của anh đi. Anh chỉ yêu có một mình em thôi, em đừng làm điều gì dại dột đấy. Anh mà sao cơ? Em về nhà một mình anh không yên tâm. Để anh đưa em về nhá. Bây giờ thì tôi còn tiếc gì đời nữa. Tôi đang không thiết sống đây này. Vậy thì anh càng phải đưa em về. Anh không cần phải đưa tôi về, không thì tôi lao xuống đây chết ngay cho anh xem đây này. Thôi, khe thế này làm sao mà vừa. Thôi, bình tĩnh nhá. Về nhà đi, rồi vợ chồng mình nói chuyện với nhau sau. Về nhá. Nhà thì anh chết với tôi. Đứng thẳng người lên. Thì anh vẫn đang đứng đây. Úp mặt vào tường. Đã bảo đứng thẳng lên cơ mà. Em ơi, anh đói quá. Đang bị phạt, không được ăn.
Em cho anh ăn một tí thôi được không?